Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giá sản phẩm của Idealio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá chiếc Edifier NeoBuds Pro 2. Đây là cái phiên bản thế hệ thứ hai và cũng là chiếc True LED cao cấp nhất của Edifier. Họ đắp vào đây rất là nhiều những cái công nghệ cao cấp để giúp nâng tầm được cái giá trị thương hiệu Edifier trong làng tai nghe không dây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái sự thay đổi lớn nhất ở chiếc tai nghe này, đó chính là cái hộp đựng. Một cái hộp đựng với một cái thiết kế tròn trịa và hiện đại hơn. Chúng ta sẽ thấy có một cái viền được mạ chrome ở đây, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Nó sẽ tôn lên cái vẻ sang trọng của cái hộp này. Ngay ở trước thì chúng ta sẽ có một cái đèn LED có thể đổi màu, và cái đèn LED này có thể tùy chỉnh lại màu sắc trên cái app. Còn đây là cái cặp NeoBuds Pro 2. Về cái thiết kế thì nó không khác gì so với cái NeoBuds Pro cả. Chúng ta vẫn có cái cảm biến tiệm cận này giúp cho chiếc tai nghe tự động dừng chạy nhạc. Phía mặt phaillet của nó thì chúng ta sẽ có cái logo của Edifier. Và ở đây là cái tab để chúng ta điều khiển cảm ứng. Chỉ cần chạm vào đây thôi, chạm ở bất kỳ chỗ nào ở trên cái phần thanh này cũng được. Cứ chạm mạnh một chút thì chúng ta có thể điều khiển được cái tai nghe này luôn. Cái phần ống dẫn âm rất là nhỏ. Thường thì những cái cặp tai nghe làm hybrid thì cái phần ống dẫn âm này nó sẽ rất là to. Đây là một trong những cái thiết kế hybrid mà mình thấy ấn tượng nhất. Cái phần mút tai này mình cũng đánh giá rất là cao. Nó rất là mềm mại, khi mà đeo lên trên tai thì nó cho cái độ bám rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ đeo cái cặp tai nghe này lên cho các bạn xem nhé. Đấy, đeo lên trên tai thì nó bám tai rất là tốt. Và cái cảm nhận đầu tiên đấy là cái tai nghe này nó đeo rất là sâu trong lỗ tai của mình. Khi mà đeo lên rồi thì các bạn sẽ cảm nhận ngay đó là cái khả năng cách âm của cặp tai nghe này nó đã được làm rất là tốt. So với những cái cặp tai nghe chống ồn tốt nhất ở trên thị trường thì Edifier nó cũng phải được đến tận 90%. Và cái tai nghe này không chỉ có loại bỏ đi được những cái tiếng ồn như là tiếng động cơ hay là tiếng quạt gió, mà nó còn có thể loại bỏ đi được khá là nhiều cái tiếng người nói. Khi mà các bạn đi ngoài đường, khi mà các bạn đi trên ô tô, khi mà các bạn đi tàu thì các bạn sẽ có được một cái không gian rất là tĩnh lặng. Mình cũng đã thử ở trong quán cà phê, khi mình đeo tai nghe này và bật ở âm lượng khoảng tầm 40-50% thì mình đã không nghe rõ được xung quanh người ta nói chuyện rồi. Thế nên là nếu như các bạn cần một cặp tai nghe chống ồn tốt, các bạn cần một cặp tai nghe để có thể có một cái không gian tĩnh lặng ở một cái môi trường đông đúc thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là tốt. Về phần mic, mình cũng sẽ có một cái đoạn test để cho các bạn biết được là cái mic của chiếc NeoBuds 2 này tốt như nào. Chắc chắn là nó sẽ không hề thua kém chiếc AirPods Pro hay là bất kỳ một cặp tai nghe True Wireless nào ở trên thị trường. Alo alo, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang test microphone của chiếc NeoBuds Pro 2. Và mình đang ở trong cửa hàng Idealio 780 Thanh Nghị. Hiện thì cửa kính đang đóng. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài mặt đường với Thanh Nghị, xem khi đi ra ngoài mặt đường, khi ở cái môi trường có nhiều xe cộ đi qua thì cái khả năng mắt microphone của cái tai nghe này nó còn tốt hơn nhá. Rồi, bây giờ mình đã đi ra ngoài mặt đường với Thanh Nghị. Và ở đây thì các bạn biết rồi đấy, đường với Thanh Nghị có khá là nhiều xe cộ đi qua. Và đây là cái chất lượng microphone của chiếc NeoBuds Pro khi ở ngoài mặt đường. Các bạn sẽ cảm nhận được nếu như các bạn tham gia giao thông thì cái chất lượng mic của nó có đáp ứng được tốt cái nhu cầu đàm phán của bạn hay không nha. Còn về cái khả năng kết nối của nó thì cái tai nghe này nó là thế hệ thứ hai và nó đã được sở hữu những cái công nghệ mới nhất Bluetooth 5.3 và nó cho phép chúng ta có thể kết nối được với hai thiết bị cùng một lúc. Cái việc chuyển đổi giữa các thiết bị nó cũng rất là thân thiện và rất là dễ dàng. Còn về cái độ trễ của nó thì rất là thấp. Nếu như chúng ta chơi game thì chúng ta chỉ cần bật game mode lên thì chúng ta sẽ không còn thấy cái độ trễ nữa. Bên cái đấy thì chiếc tai nghe này nó được cái hỗ trợ cái công nghệ giả lập âm thanh 3D. Khi mà chúng ta xem phim thì nó sẽ cho một cái hiệu ứng âm thanh giống như là AirPods. Khi chúng ta quay trái quay phải thì cái âm thanh nó sẽ điều hướng theo. Nó sẽ cho cái âm thanh nó rộng hơn, 3D hơn. Nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là thích. Còn về chất âm của cặp tai nghe này thì sẽ có rất là nhiều người thích và cũng sẽ có rất là nhiều người không thích. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cặp tai nghe hướng tới những người thích một cái chất âm nó cân bằng, nó trong trẻo, nó chi tiết và nó tự nhiên. Tuy nhiên rằng là cái cách tơ âm của Edifier thì họ sẽ hơi về sếp, nhấn nhiều hơn vào bát và chép. Chính vì vậy là cái rãnh mid của cặp tai nghe này nó hơi mỏng một chút. Tuy nhiên họ cũng đã cố gắng làm cho cả ba dải âm cân bằng nhất. Với các dải âm rất là tách bạch, dải bát thì có lực xuống sâu nhưng mà không hề lấn át, nó rất là gọn gàng. Dải mid nghe nó đủ ngọt và nó trong, còn dải chép thì rất là giàu chi tiết và phóng khoáng. Đây không phải là một
một cặp tai nghe thiên về nhạc sôi động mà nó thiên về cái sự cân bằng. Chính vì vậy khi mà các bạn đang nghe AirPods hoặc là nghe những cái cặp tai nghe như Sony các bạn chuyển sang thì ở cặp tai nghe này thì các bạn sẽ cảm thấy là cái tiếng bass của nó hơi bị thiếu, hơi bị hụt. Với cái mức giá loanh quanh tầm 2,5 triệu, AirPods Pro là một cái ứng cử viên rất là sáng giá. Và đây là một trong những chiếc tai nghe rất là tốt, tốt về mọi mặt, về chất lượng âm thanh, về microphone, về chống ồn. Nói chung là sẽ rất là khó để có thể chê trách một cặp tai nghe như AirPods Pro. Bài đánh giá của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.